Nga khai hỏa cuộc chiến mới. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, G7 đang cố gắng giới hạn giá dầu, còn các quốc gia phương Tây thì lại không ngừng nỗ lực để ngăn chặn dòng chảy dầu của Nga xuất khẩu ra thế giới. Trong khi các biện pháp trừng phạt vòng thứ 7 đang được thiết kế, giới chức lãnh đạo Nga đã đi trước một bước. Họ đang lên kế hoạch để tung ra một tiêu chuẩn dầu của riêng mình để chống lại các biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây. Vậy thì tiêu chuẩn dầu là gì? Nó có tác động gì tới Nga? Vị thế của Nga trên thị trường toàn cầu sẽ là như thế nào? Tại sao Nga lại tung ra tiêu chuẩn dầu riêng của mình vào thời điểm này? Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã nói rằng chiến tranh Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây đang kết thúc khi Trung Quốc đang trỗi dậy. Tại sao lại có nhận định này? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục tìm lời giải cho những vấn đề này ngay sau đây. Tiêu chuẩn dầu và luật chơi mà phương Tây thống trị nhiều năm. Dầu thô Brent là cấp tham chiếu của dầu được sản xuất ở miền Bắc. Tên của loại dầu này được xuất phát từ một cánh đồng cùng tên ở miền Bắc, được phát hiện vào năm 1970. Trên thực tế, nó là hỗn hợp của nhiều loại dầu được sản xuất ở các mỏ Brent, Osberg và Forty ngoài khơi giữa bờ biển Na Uy và Scotland. Brent là một trong những loại dầu chính được giao dịch trên các sàn giao dịch dầu quốc tế. Kể từ năm 1971, giá dầu Brent đã là cơ sở để định giá cho khoảng 40% tất cả các loại dầu trên thế giới, đặc biệt là dầu Uran của Nga. Hỗn hợp Brent được phân loại là dầu ngọt nhẹ, tỷ trọng của nó ở 20 độ C là khoảng 825 cho đến 828 kg trên mét khối, hàm lượng lưu huỳnh khoảng 0,37%. Theo các chỉ số này, nó kém hơn so với hỗn hợp dầu của Mỹ WTI, West Texas Intermediate. Dầu Brent thường được chế biến ở phía Tây Bắc của châu Âu, nhưng với điều kiện và giá cả thuận lợi, nó có thể được vận chuyển đến để chế biến ở Mỹ và các khu vực của Địa Trung Hải. Luôn có sự chênh lệch giữa WTI, Brent và các loại hỗn hợp dầu khác, do tính dễ bay hơi tương đối, độ ngọt, chua, lưu huỳnh thấp thì có giá trị hơn, và cả về chênh lệch trong chi phí vận chuyển. Đây là mức giá kiểm soát thị trường dầu của thế giới. Dầu Brent thường thấp hơn giá của WTI trung bình là 1 USD trên một thùng và cao hơn giá của OPEC là khoảng 1 USD trên một thùng. Định kỳ có các cuộc hội thảo và thảo luận về tính hợp lệ của việc sử dụng thêm dầu Brent như một tiêu chuẩn để xác định giá của dầu thị trường thế giới. Do sự sụt giảm sản lượng dầu từ các mỏ ở miền Bắc dẫn đến sự sai lệch trong việc xác định giá của cả hỗn hợp và các loại dầu khác. Nếu như dầu thô Brent là tiêu chuẩn được sử dụng chủ yếu ở châu Âu, thì dầu WTI được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hai tiêu chuẩn này lại được áp dụng cho thị trường toàn cầu, trong khi hai khu vực này lại không phải là những nhà sản xuất dầu chiếm thị phần lớn. Nói cách khác, các nước vốn sản xuất dầu lớn trên thế giới chiếm nhiều thị phần nhưng lại không được đưa ra quyền quyết định về tiêu chuẩn dầu của riêng mình. Họ buộc phải tuân theo luật chơi do tiêu chuẩn dầu của một nhóm thiểu số đưa ra. Đối với những nhà sản xuất dầu mỏ lớn có thị phần chiếm đa số mà nói, đây không phải là một luật chơi công bằng. Có ý kiến cho rằng, thành phần dầu khác nhau sẽ dẫn đến chất lượng khác nhau, mà chất lượng khác nhau thì đương nhiên giá thành cũng phải khác nhau, và điều này rất đúng. Vậy thì, chất lượng dầu của Nga sẽ là như thế nào so với dầu của Brent? Dầu mỏ Uran của Nga trở nên đắt hơn dầu Brent. Bắt đầu từ tháng 1, theo cơ quan định giá August đưa tin, giá dầu Uran của Nga tại Địa Trung Hải vào ngày 19 tháng 1 đã vượt qua mức 90 USD trên một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2014. Trong khi các nước phương Tây luôn nỗ lực để kìm hãm giá dầu Nga. Tuy nhiên, số liệu của August lại cho thấy rằng các lô dầu Uran của Nga 80.000 cho đến 100.000 tấn đang được giao dịch ở Địa Trung Hải với mức phí bảo hiểm lên tới 0,65 USD trên một thùng. Và vào tháng 6 năm 2021, giá Uran đã vượt quá 70 USD một thùng và vào tháng 10 là 80 USD một thùng. Như vậy, nỗ lực kìm hãm giá dầu của Nga của phương Tây dường như đang đạt hiệu quả rất thấp. Nó vẫn lên cao bất chấp kỳ vọng của họ. Thậm chí, giá dầu của Nga còn theo sát giá dầu Brent kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Giá hỗn hợp Uran của Nga ở mức khoảng 75 USD một thùng, so với giá dầu Brent giao sau tháng trước chỉ ở dưới mức 100 USD. Chính điều này đã là nguyên nhân dẫn tới cuộc họp của G7 để áp đặt giới hạn giá dầu của Nga nhằm kìm hãm đà tăng của dầu Nga. Dmitry Mirichenko là một giám đốc của nhóm tài nguyên thiên nhiên và hàng hóa tại Fitch đã lưu ý rằng dầu Uran thường được giao dịch với mức chiết khấu cao hơn so với dầu Brent khoảng 2 đô la mỗi thùng trong vài năm. Nhưng trong một số thời kỳ, dầu Uran của Nga vẫn được ưa chuộng trên thị trường so với dầu Brent trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Ví dụ, trong trường hợp vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020,
khi Nga đang giảm đáng kể sản lượng theo thỏa thuận OPEC cộng. Ông ấy nhớ lại. Còn Andrei Polichuk, một nhà phân tích tại Raiffeisen Bank, đã giải thích rằng chất lượng dầu của Nga thực tế là do một số nhà máy lọc dầu ở châu Âu được điều chỉnh về mặt công nghệ. Bởi vì công nghệ của họ được thiết kế để lọc những loại dầu nặng hơn so với dầu uran của Nga. Ông giải thích thêm rằng, trong trường hợp thiếu hụt tạm thời, các nhà máy lọc dầu như vậy vẫn nên mua dầu uran dẫu chúng có đắt hơn, bởi vì nó sẽ có lợi hơn nhiều so với việc cấu hình lại tất cả các thiết bị cho nhãn hiệu dầu khác vốn có đặc điểm vật lý và tính chất khác nhau. Tất cả những điều này đã khiến cho Nga trong hàng thập kỷ qua luôn cảm thấy bất mãn khi mình là một nhà sản xuất dầu lớn, nhưng dầu của mình lại phải tuân theo các tiêu chuẩn dầu của Mỹ và EU. Từ đó họ bị ép giá xuống mức thấp hơn. Và bây giờ đây, trong cơn khủng hoảng năng lượng, dầu của Nga đang tiếp tục chảy rộng ra thị trường thế giới với giá dầu cao. Đây là thời điểm rất thích hợp và lý tưởng để cho Nga thực hiện giấc mơ hàng thập kỷ về việc có một tiêu chuẩn dầu riêng của mình. Kế hoạch tiêu chuẩn dầu của Nga. Theo Bloomberg, các thực thể chủ chốt của Nga gồm có các nhà sản xuất dầu trong nước và ngân hàng trung ương đang có kế hoạch triển khai giao dịch dầu trên nền tảng quốc gia vào tháng 10 năm nay. Mục đích là đạt được khối lượng giao dịch đủ để thiết lập chuẩn định giá trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023. Chuẩn mực mới này không chỉ giúp Kremlin né tránh các lệnh trừng phạt đối với hoạt động thương mại năng lượng của mình, mà nó còn giết chết kế hoạch áp đặt trần giá đối với dầu của phương Tây. Như chúng ta đã nói ở trên, thị trường hàng hóa dầu toàn cầu hiện đang được thống trị bởi dầu thô WTI và dầu thô Brent. Thương hiệu dầu Uran của Nga được bán bên ngoài các sàn giao dịch, chủ yếu là thông qua các hợp đồng giao hàng dài hạn trực tiếp. Hiện nay, luôn có sự thiếu minh bạch trong quá trình định giá hàng hóa. Chỉ có những đối tác của các giao dịch ngoại hối này mới biết giá dầu giao dịch và quá trình thiết lập giá này thường bị ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu thô WTI và dầu thô Brent. Nhìn chung, Nga có rất ít quyền kiểm soát đối với thị trường buôn bán dầu Uran. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi mà tiêu chuẩn Nga được chính thức có mặt trên sàn giao dịch quốc tế. Hiện nay có nhiều chuyên gia khẳng định rằng có nhiều lý do để tin rằng tiêu chuẩn của Nga cuối cùng sẽ chiếm ưu thế hơn so với đối tác WTI và Brent. Cho đến ngày nay, sự nắm bắt thị trường của Nga đối với dầu mỏ trên thế giới đã mạnh mẽ và chặt chẽ hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Nga đã khéo léo để giành được chỗ đứng tại các thị trường mới nổi của châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, bằng cách cắt chiết khấu cao. Nhập khẩu dầu nhiên liệu của Trung Quốc đã tăng thêm gần 250.000 thùng trong ngày trong tháng 5 và đã lần đầu tiên đạt tới mức 2 triệu thùng một ngày. Trong khi đó, Ấn Độ chiếm vị trí thứ hai đối với các lô hàng của Nga trong những tháng gần đây. Sức ảnh hưởng ngày càng tăng của thương hiệu dầu Uran của Nga sẽ giúp cho Nga dễ dàng tiếp cận với thị trường dầu sắp tới của mình. Mặt khác, việc Nga cắt chiết khấu cao trong khi dầu khan hiếm và giá cả tăng cao do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đã giúp cho Nga mở rộng thị trường. Đây được gọi là thiên thời địa lợi đối với Nga, và đây cũng là thời điểm chín muồi để Nga nói với thế giới về tiêu chuẩn dầu của mình. Từ đó, khẳng định giá trị của dầu Nga, sau cùng là đưa dầu Nga đường chính chính tham gia vào thị trường dầu quốc tế, thay vì những giao dịch không chính thức với mức giá rẻ mạt đã kéo dài suốt bao nhiêu năm qua. Và giai đoạn đó, EU từng là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất khi nghiễm nhiên được hưởng giá dầu rẻ và cho mình cái quyền coi thường người Nga hàng thập kỷ. Theo dữ liệu do Platts cung cấp, một thùng Uran đã được giao dịch ở mức chiết khấu không quá 4 đô la so với giá Brent trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016. Tuy nhiên, ngay từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine, một chiến dịch mà phương Tây gọi là một cuộc xâm lược, thì Nga đã nâng giá chiết khấu của mình lên. Chiết khấu dầu thô Uran của Nga hiện đã giảm xuống mức 4,35 USD một thùng, vượt quá định mức chiết khấu đã nêu ở trên. Đối với thị trường mới nổi ở châu Á, khó mà khước từ được với con số chiết khấu hấp dẫn như thế này trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Chính vì thế, các nước châu Á sẽ hoan nghênh tiêu chuẩn dầu của Nga và chắc chắn rằng nó sẽ là một trong những mặt hàng được ưa chuộng đối với thị trường trong khu vực này. Do đó, tiêu chuẩn dầu Nga sẽ làm mờ triển vọng tương lai của các tiêu chuẩn dầu khác. Mặt khác, tiêu chuẩn dầu Nga sẽ giúp nước này tránh khỏi các lệnh trừng phạt. Ví dụ như là các nước G7 đã công bố kế hoạch siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga bằng cách áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga. Tuy nhiên, theo Business Insider, Nga đã thu về gần 100 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu trong 100 ngày đầu tiên xâm lược Ukraine và thu về 24 tỷ USD từ các khách hàng Trung Quốc và Ấn Độ chỉ trong 3 ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đối với châu Âu thì đây là một xu hướng đe dọa. Vì vậy, tại Đức vào tháng trước, các nhà lãnh đạo G7 đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ xem xét một loạt các biện pháp tiếp cận bao gồm các lựa chọn để có thể cấm toàn diện tất cả các dịch vụ cho phép vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trên toàn cầu, trừ khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn một mức giá được thỏa thuận với các đối tác quốc tế.
Tuy nhiên, CNBC đã trích dẫn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hầu hết họ đều nói rằng giới hạn giá dầu của Nga là một ý tưởng bất khả thi. Còn về phía Nga thì họ đã cảnh báo rằng G7 đang cố gắng giới hạn giá dầu có nguy cơ khiến cho giá dầu sẽ trở nên cao hơn. Reuters trích dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói những kế hoạch đó là phản thị trường và đầy rủi ro. Về vấn đề này, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đưa ra lời cảnh báo phương Tây rằng việc áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga do xung đột Ukraine có nguy cơ gây ra đợt tăng giá năng lượng thảm khốc đối với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bắt đầu một chuyến công du vào châu Á tới các điểm rừng ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như là Indonesia để tìm kiếm sự ủng hộ đối với ý tưởng của Mỹ về việc giới hạn giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Tuy nhiên, các kế hoạch của phương Tây đang tỏ ra không mới thành công vì các cường quốc lớn như là Ấn Độ và Trung Quốc tỏ ra không mấy tin tưởng vào ý tưởng giới hạn giá. Các doanh thu từ dầu mỏ của Nga đang tăng cao, thị trường dầu mỏ của nước này đang nóng lên và Điện Kremlin cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt quyền bá chủ dầu thô và giành lại quyền kiểm soát thị trường dầu mỏ của Nga. Bằng cách tuyên bố ra mắt sàn giao dịch dầu mỏ vào tháng 10, Nga đã bắn phát súng đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cần nhắc lại một chút về việc Nga đã dự thảo ngân sách vào năm 2022 với mức giá trung bình của dầu thô Uran là khoảng 62,2 USD trên một thùng. Tuy nhiên, giá hỗn hợp Uran của Nga ở mức khoảng 75 USD một thùng vẫn cao hơn nhiều so với dự thảo ngân sách mà Nga đặt ra. Có nghĩa là tiền vẫn đang chảy vào túi của người Nga. Và theo phương Tây gọi thì đây là một cỗ máy chiến tranh vẫn sẽ hoạt động được. Hơn nữa, trong gói trừng phạt đang được phương Tây xem xét, họ đã loại bỏ phân bón, khí đốt ra khỏi các lệnh trừng phạt. Như vậy có nghĩa là kẽ hở từ các lệnh trừng phạt vẫn còn. Và đương nhiên, Nga vẫn sẽ ung dung ngồi đó xem phương Tây vò đầu bứt tai đối phó với cuộc khủng hoảng do chính họ tạo ra. Cho nên giới quan sát đang cho rằng phương Tây thực sự đã thất bại và ngày càng thể hiện sự bất lực trước Nga. Chiến tranh Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây đang kết thúc khi Trung Quốc trỗi dậy. Vào ngày 14 tháng 7, Reuters đã đưa ra một bài phân tích, trong đó trích dẫn ý kiến của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Có thể so sánh với sự kết thúc của Thế chiến thứ 2 hay là sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, nhưng lần này rõ ràng phương Tây không phải đang ở trong xu hướng đi lên. Cựu Thủ tướng nói trong một bài giảng có tựa đề là sau Ukraine, bài học gì cho lãnh đạo phương Tây rằng thế giới sẽ ít nhất là lưỡng cực và có thể là đa cực. Sự thay đổi địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này đến từ Trung Quốc chứ không phải là Nga. Ông ấy nói rằng phương Tây không nên để Trung Quốc vượt mặt về quân sự. Chúng ta nên tăng chi tiêu quốc phòng và duy trì ưu thế quân sự. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ cần phải đủ vượt trội để đáp ứng cho bất kỳ một tình huống hoặc là loại xung đột nào trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, các chính trị gia phương Tây dưới sự dẫn dắt của chính phủ Tổng thống Joe Biden đã xác định sai mục tiêu chiến lược của mình. Sai lầm này đã khiến cho nền kinh tế của chính họ cùng với nền kinh tế toàn cầu chao đảo và vị thế của Hoa Kỳ đang dần dần bị làm cho suy yếu bằng cách này và cách khác. Trung Quốc đè bẹp bá quyền năng lượng mặt trời của Mỹ. Trong nhiều năm, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã là những kẻ đối nghịch nhau về mặt thương mại. Trong năm 2018 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng Trung Quốc đang đạt được những đòn bẩy to lớn trong thương mại toàn cầu và nước này cần phải dừng lại. Chính quyền của ông Trump đã tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra họ còn tăng thuế đối với một nhóm hàng nhập khẩu cụ thể, chủ yếu là kim loại và máy móc. Trung Quốc đáp trả bằng cách đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ. Nhưng khi Nhà Trắng đổi chủ, có vẻ như là Bắc Kinh sẽ làm lu mờ Washington cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đã từng có thời điểm rất thịnh vượng khi họ dẫn đầu thế giới về sản xuất và phát minh về công nghệ năng lượng mặt trời. Nhưng trong những năm 1950, họ đã phát triển công nghệ quang điện cung cấp năng lượng cho các vệ tinh và tàu vũ trụ. Mỹ đã có thể duy trì sự thống trị tuyệt đối trong ngành năng lượng mặt trời trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của Trung Quốc vào cuối những năm 1990, sự thống trị đã bắt đầu tan rã. Sau năm 2004, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi ở Mỹ. Việc cắt giảm ngành sản xuất năng lượng mặt trời trong nước đã khiến cho Hoa Kỳ và các mục tiêu giảm thiểu carbon của nước này hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, điều này cũng tạo ra một lo ngại đáng kể rằng Trung Quốc có thể ngăn chặn hoặc là đe dọa việc xuất khẩu công nghệ năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ như là một hình thức trả đũa trong tương lai. Tỷ lệ xuất xưởng linh kiện năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ trên toàn thế giới đã giảm từ 13% vào năm 2004 xuống dưới 1% vào năm 2021. Trong khi đó, suốt hai thập kỷ qua, người ta đã chứng kiến ngành sản xuất linh kiện năng lượng mặt trời của Trung Quốc mở rộng từ không có gì mà tăng vọt lên khoảng 85%. Trong những năm tới, con số này thậm chí có thể tăng lên 95% đối với một số thành phần của công nghệ năng lượng mặt trời. Mỹ đã thua trận hoàn toàn và có một bước ngoặt kỳ lạ trong câu chuyện,
đó là Tổng thống đương nhiệm vẫn hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Ông Biden luôn nói rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục dựa vào một bên thứ ba không đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh năng lượng của đất nước mình. Tuy nhiên, hành động của ông ấy lại hoàn toàn ngược lại. Vào hồi tháng 6, trên tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục hành động thúc đẩy sản xuất các mô đun và linh kiện quang điện mặt trời ở Hoa Kỳ. Toàn bộ bài phát biểu của ông ấy đều tập trung vào các khoản trợ cấp bị bóp méo của thị trường Trung Quốc. Không những thế, chính quyền ông Biden còn thông báo tạm thời miễn thuế cho pin năng lượng mặt trời và mô đun sản xuất tại Campuchia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam. Tuy nhiên, những công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời và mô đun ở các nước này lại là công ty của Trung Quốc. Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng dấu chân của mình trên thị trường bằng cách hợp tác với các đồng minh của Mỹ. Cho nên, với việc miễn thuế này của chính quyền Tổng thống Joe Biden, chẳng khác gì mở cửa đối với nhập khẩu linh kiện năng lượng mặt trời từ Trung Quốc. Quý vị thấy đấy, chính phủ Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã có hai sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất là xác định nhầm mục tiêu, thứ hai là mơ màng với chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Và mọi sai lầm đều phải trả giá, và cái giá đó là đắt hay rẻ đều phụ thuộc vào sự tỉnh táo đúng lúc của những chính trị gia. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.